Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Đời Phóng nha. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm, em cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ qua video bên em nhé. Số điện thoại 0939612666 sẽ là số điện thoại liên hệ trực tiếp trong video này. Ok. Vâng, ngày hôm nay em về được vài cặp loa chùm cuối của dòng Bát 20 của BMB các bác nhá. Đây là dòng chùm cuối rồi. BMB 550C các bác nhá. Con này thì có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, hình thức rất là đẹp các bác nhá. Và nó là một dòng loa Bát 20 chịu đòn căng nhất trong cái dòng 20 của BMB. Bởi sao nó là vậy? Con này côn của loa côn 49 các bác nhá. Côn 49,5 các bác nhá. Côn 49,5. Côn 6 lớp các bác nhá. Nó là dòng chùm cuối rồi. Đến thời điểm hiện tại giờ là dòng 20 của BMB không con nào côn to con này các bác nhá. Cái dòng BMB 252 côn còn nhỏ hơn rất nhiều các bác nhá. Em nhớ không nhầm chỉ côn chỉ ba mấy thôi. Dòng này thì nó có nhìn củ nó vật vã luôn. Có nhìn chưa? Bát 20 nhưng mà củ vật vã. Hát karaoke thì các bác khỏi phải lo nghĩ rồi. Riêng cái dòng của BMB thì rất là khó cháy các bác nhá. Dòng BMB côn của nó toàn côn 6 lớp rất là khó cháy các bác nhá. Đấy. Củ 5.2 tầng. Đấy. Của 5.2 tầng các bác nhá. Đấy, hình thức đẹp. Hai chép các bác nhá. Hai chép. Phân tần gấu các bác nhá. Phân tần gấu luôn. Các bác nhìn chưa? Bao cho bác hàng xịn luôn. Không xịn điếu không loa. Các bác nhá. Không xịn điếu không loa. Bát 20. Các bác nhìn chưa? Quá khủng khiếp một con loa. Chạm đít 7 màu đẹp lắm. Đít 7 màu đẹp. Tất cả còn zin nguyên các bác nhá. Côn zin, nhện zin, gân thì chắc chắn phải thay rồi các bác nhá. Gân chắc chắn phải thay. Bởi vì gân, cái gân này nó sử dụng vài năm mà không thay đi thì vứt đi cả cái loa. Bởi vì nó chạy vài năm nó mủn này mà không thay là vứt đi. Các bác nhá. Đấy các bác nhá. Bát 20 chùm cuối của dòng BB rồi. Bát 20 của nó con này côn to nhất các bác nhá. Côn to nhất trong dòng BB luôn. Bát 20 đấy. Thùng quét sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Thùng quét sạch sẽ đẹp đẽ ngon này. Nói chung là hàng bãi về thì không tránh được những cái xước răm rồi là những cái góc cạnh nó chảy chảy nhẹ nhẹ. Nói chung mà các bác cũng không nên quá khó tính về những cái dòng hàng bãi này, bởi vì là thực sự là bên em cũng chỉ lựa cho các bác hết tầm có thể thôi, hết tầm có thể thôi, chứ nếu mà bảo nó đẹp như mới thì không có, đẹp như mới thì không có. Bao cho bác là hàng xịn. Đấy, xịn là cam kết xịn. Còn nó hàng làm lại rồi sẽ nói làm lại các bác nhá. Bát 20 thì con này nó là dòng chùm rồi, hát rất hay các bác nhá, nghe nhạc cũng hay. Đấy, mở to cho bác nghe tí. Bát hình rất tốt luôn nha. Hình thức rất đẹp luôn. Đấy các bạn nhìn nha. Tiếng rất tốt luôn nha. Bát chép lên đầy đủ cả ba giải luôn. Hai cao kê thì quá ngon luôn. Nhà nào nhỏ nhỏ mình không gian nhỏ nhỏ đã chưa đôi này thì quá phù hợp luôn. Một đôi như này em đang bán là 2 triệu rưỡi các bạn nha. Bao ship cho tất cả anh em luôn. 2.500.000 đồng bao ship anh em nha, một đôi. 2.500.000 đồng bao ship. Đấy, bao zin cho anh em luôn. Con nào mà làm lại cái gì em sẽ báo cho các bác là làm lại. Còn con nào zin em bảo zin, các bác cứ yên tâm. Thùng quét em đảm bảo cho các bác 95%. Ok chưa ạ? 2.500.000 đồng một đôi. Bao ship tất cả anh em. BMB 550C. Hàng xịn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Và em còn chưa lau chùi gì luôn các bác nhá. Chưa lau chùi gì luôn này. Công suất là 400W. Đấy. Xuất xứ từ China các bác nhá. Dòng này chỉ có China thôi nhá. Còn dòng này mà ghi là made in Japan là có vấn đề đấy nhá các bác. Dòng này là sản xuất, dòng này này dòng 850 này, 1000, 2000, 900C, 450C toàn bộ sản xuất China hết. Nhưng do công nghệ của Nhật Bản sản xuất các bác nhá. Chỉ nó mà ghi mà made in Japan là các bác phải xem xét lại đấy các bác nhá. Tất cả còn nguyên bộ móng bằng nhà luôn. 2.500.000 đồng một đôi. Bao ship tất cả anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi điện thoại trực tiếp cho số điện thoại 0939 612 666 hoặc Zalo số này luôn các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.